Rồi trong đây nó có cách pin nè, đó mình tháo cái cách pin ra rồi ha, rồi mình gắn vào đó, chỉ cần gắn chặt vào như vậy mình cảm thấy là nó lên đèn rồi là được. Đó vậy nè, thấy không đó, cái này thì gắn sẵn rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị test nha. Đó nè, thấy không, thấy chưa, ra chưa, ai lắp view luôn đó. Đó có trái tim luôn nè. Đó thì mình cứ xoay thì nó lên đèn thôi, còn mình không có xoay thì nó sẽ tắt, nó tự động tí nữa nó sẽ tắt. Rồi ok, rồi của anh đây ha, xin chào.